Nếu các bạn chưa biết thì đây là group Facebook và trang fanpage của mình. Hãy gia nhập Thợ Săn Run City quân Torico để cùng nhau giao lưu, trao đổi, cập nhật thông tin, tìm thêm chiến hữu cho mình, hóa thân thành một thợ săn, một nhà huấn luyện rồng tài ba các bạn nhé. Mang tinh thần ý chí kiên định và sự đẹp trai, xinh gái, phong cách thanh lịch thì các bạn hãy ủng hộ luôn cho kênh phụ quân Torico News và kênh TikTok của mình các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình là Quân Torico đây. Rất vui khi là bạn xong series Run City và siêu một ngày thật là tốt lành và nhận đèn vui trong cuộc sống, xin hành cảm ơn. Rồi, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về một tác phẩm của một bạn ở trong group cộng đồng Run City Việt Nam nha các bạn, là group của đệ tử của mình. Và khi mình thì chúng ta lướt trên Facebook thì vô tình mình thấy một cái tác phẩm rất là, nói chung là nổi bật như thế này. Chúng ta có một chú rồng gọi là có phiên bản chính là chú rồng Blood God, nhưng đã qua một sự gọi là tiến hóa hay là cải biến, cải tạo gì đấy mà chúng ta có được cái thành quả là như thế này các bạn. Một cái bức hình gọi là chất chứa bao nhiêu nỗi niềm về sức mạnh phải không nào. Chính vì vậy nên những cái sự tò mò trong chúng ta lại được là kích phát lên. Và bằng một cách nào đó chúng ta sẽ phân tích về chú rồng này, kể cả là về sức mạnh và những điều đặc biệt có từ chú rồng này nha. Quá ghê gớm. Và cũng xin cảm ơn bạn Thành Vũ là chúng ta đã có một cái gọi là sự, nói chung là sáng chế tác phẩm các bạn. Đấy thì bạn ấy cũng có nhiều những cái tác phẩm khác nha. Nhưng đây thì có một cái gọi là tác phẩm rất là nổi bật, gọi là bản hoàn chỉnh sau khi được mọi người góp ý. Chính vì như vậy cho nên là mình cũng có là xin phép sẽ là review về tác phẩm này rồi. Nên bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu nha các bạn. Đấy, ta sẽ vào trong bức hình luôn. Thì chú rồng này có một cái tên khá là dài các bạn ạ. Hai gọi là view điều phu các bạn, và Corrupted Karma Dragon. Wow, một cái tên quá là dài, có chữ 2 đây. Wow, Hellrich các bạn ạ. Vậy thì nhận định đầu tiên chú rồng này là thuộc cát 11. Ok nha bạn, bởi vì Hellrich thì chỉ có là cát 11 thôi. Và nhận định thứ hai chúng ta sẽ có gì? Wow, chú rồng này thì là có một cái quyển sách ở đây, thì hẳn là một chú rồng sẽ gọi là từ việc chúng ta thu thập những chú rồng khác để chúng ta mở khóa. Và nếu như chúng ta để ý thì có thể thấy chú rồng này chúng ta gọi là với một cái phần chủ đạo chính là của chú rồng Lust God nha các bạn. Cho nên chúng ta sẽ có nhiều chi tiết là ứng với lại chú rồng Lust God, cũng như phần lớn những cái khung, những cái hình dạng của chúng ta thì đều là dựa trên chú rồng Lust God. Với giờ chúng ta sẽ phân tích về hệ nha các bạn. Đầu tiên thì chúng ta có hệ trao đầu tiên. Wow, là hệ đặc trưng của chú rồng Blood God. Thứ hai là chúng ta có hệ Magic. Nếu như các bạn còn nhớ thì hệ Magic là hệ đặc trưng của chú rồng View Deal. Ở đây thì các bạn có thể thấy là chữ View ở đây thì có thể nói đây là sự kết hợp giữa chú rồng Blood God với chú rồng View Deal nha các bạn. Cho nên chúng ta sẽ có hai hệ này. Và hệ thứ ba sẽ là hệ thời gian, nói chung là có yếu tố của một chú rồng mới đây. Dựa vào yếu tố này thì chúng ta có thể thấy là các bạn nhìn vào ở trên chân dung của chú rồng này ở phần trên đầu nha các bạn, thì chúng ta có một cái vòng, rồi có một cái khung hình thì rất là giống với lại chú rồng hai Corrupted View Deal, cho nên có hệ thời gian là điều dễ hiểu. Còn lại cuối cùng là hệ băng. Thì hệ băng ở đây dường như là chúng ta không có sự cải biến nhiều mà chúng ta để y nguyên là hệ mặc định của chú rồng Blood God luôn. Chính vì như vậy cho nên khi mà chúng ta xét về chú rồng này thì thân thể của chú rồng này chúng ta được cấu thành từ ba chú rồng chính các bạn. Mà thật ra thì nhìn vào chúng ta thấy đầu tiên là Blood God, thứ hai là hai Corrupted Vampire là phần ở trên đầu đấy các bạn. Và đâu đó các bạn thấy gọi là cái quyền trường hắc ám, rồi đầu lâu thì đó chính là chú rồng gọi là View Deal các bạn. Và ở giữa chúng ta có một cái bộ ngực cũng là như vậy luôn. Tuy nhiên có một vài chi tiết chúng ta cần để ý nha các bạn. Đó là chú rồng này chúng ta có một cái biểu tượng lốc xoáy, mà biểu tượng lốc xoáy này là của những chú rồng Kama các bạn ạ.
Wow, chú rồng này như vậy tính xương xương, chúng ta đã có sự kết hợp giữa loại là chú rồng vampire là một nè, chú rồng gọi là high crusted là hai nè, rồi kết hợp thêm là chú rồng vampire của Helric là ba nè, và chú rồng Kama là bốn. Đấy, chúng ta có những cái vũ khí chính là quyền trượng các bạn ạ. Trời ơi, không ngờ chúng ta cầm quyền trượng, và cầm ở bên đây thì nếu như các bạn chúng ta không có để ý thì chúng ta cứ nghĩ là cầm quyền trượng với cầm cái khiên, giống như là vừa đỡ khiên lên vừa lấy quyền trượng bắn chiếu chiếu chiếu, giống trong mấy bộ phim gọi là siêu nhân đó các bạn. Nhưng mà nếu chúng ta để ý kỹ là đây là đang cầm cái cuốc nha bạn, và cái cuốc này chính là cái cuốc của chú rồng hai view điều, và bên đây là cái quyền trượng của chú rồng hai Corrupted Time, và cái khiên này là cái khiên của chú rồng hai Corrupted Time luôn nha các bạn, chính là khiên của dòng Vampire. Nếu như là khiên của dòng Titan thì nó sẽ không được nhọn như thế này, mà nó sẽ có hình khá là vuông và nó có hình chữ T, nói chung là khá là sắc sảo giống như một cái khiên. Còn đây thì cái khiên nó giống như là một chiếc lá các bạn ạ. Và nếu như chúng ta gọi là bỏ sót thì còn một cái chi tiết nữa, đó là ở dưới chân chúng ta có một cái hố xoáy như thế này. Và cái hố xoáy này chính là biểu tượng của những chú rồng có khả năng hồi sinh đấy các bạn. Ghê chưa? Trời ơi, tới cái này mới là ghê các bạn. Có một cái vòng hồi sinh ở dưới đây này, hình như là của những chú rồng gọi là Rem gì đấy, mà có khả năng là hồi sinh. Đó là những rồng ở trong bách nha các bạn. Đây, mình sẽ gọi là mở vào những cái nhân vật khi nãy mình mô tả nha. Đầu tiên là không thể không kể đến, đó chính là chú rồng Lust God nha các bạn. Đây thì mình sẽ bấm vào cho các bạn xem là chú rồng Lust God. Đây chính là phần tạo hình của Lust God. Chúng ta có một anh chàng này và có hệ như này, chúng ta có hệ chao và hệ băng là hai hệ mà chúng ta thấy được ở trên chú rồng đó. Đây là khung hình chính nha các bạn, và tiếp theo sẽ là chú rồng view điều các bạn ạ. Chú rồng view điều thì sẽ là thuộc về bậc Helric nha. Đây, trời ơi, thì các bạn thấy là phần chúng ta có màu tím tím và có gọi là xương nè, đầu lâu nè, và có cái cuốc các bạn ạ. Trời ơi, cái cuốc cuốc này là cuốc đầu lâu mỏ chim các bạn, hình như là của một loài quạ nào đó, và có hệ magic ở đây nha. Rồi, và tiếp theo sẽ là chú rồng hai Corrupted Time, thì là chú rồng này để quyền trượng của chúng ta và cái khiên cũng như là phần gọi là phần đầu ở phía trên thì được chúng ta ghép vào là như vậy nha các bạn. Và hệ tham chính là hệ đặc trưng của chú rồng này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lại chú rồng được kết hợp vào nữa là chú rồng Kama. Thì đối với lại chú rồng Kama mình cũng không có rõ là thuộc về chú rồng Kama nào nha, nhưng có biểu tượng Kama các bạn ạ. Dường như thì nói chung là thuộc về Kama đấy. Đây chúng ta có những chú rồng Kama như thế này, cũng có thể là Kama màu tím đây, vì chúng ta cũng thấy là phần thân người có gì đó tím tím phải không các bạn. Rồi, nói chung là biểu tượng Kama là không nhầm vào đâu hết nha. Đấy, trời ơi, những cái biểu tượng Kama này đó, chúng ta đều có biểu tượng Kama ở trước nha. Còn chú rồng gọi là kia là chúng ta còn giữ nữa các bạn, có hai cái đai Kama luôn đấy, chú rồng Kama này. Còn đây không phải nha. Rồi, mình nghĩ là có lẽ là lấy từ chú rồng Kama này. Wow, cũng tím tím các bạn ạ. À, rồi, và một chú rồng nữa, đó là chú rồng trong bát nha các bạn. Đây thì mình sẽ gõ thử nha. Đây chúng ta sẽ tìm trong bát luôn cho nhanh. Chú rồng mà có năng lực hồi sinh đó các bạn. Và hiện tại trong bát là chú rồng này. Trời ơi, Redeem Titan các bạn ạ. À, đó, chúng ta thì có cái điểm đặc biệt là cái vòng triệu hồi ở dưới nha. Vòng này dường như là một cánh cửa hồi sinh đó các bạn, và có cái cuộn giấy cũng như là biểu hiện huy hiệu của gọi là loại rồng này, thì kết hợp cái vòng xoáy dưới nha. Ok, không biết là các bạn còn có thể là nhìn ra chi tiết nào của chú rồng này mà mình gọi là bỏ sót hay không, thì các bạn có thể là comment bên phía dưới nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ phân tích về sức mạnh của chú rồng này. Thì nếu như chúng ta nhìn xương xương qua thì chúng ta sẽ biết đầu tiên chú rồng này chúng ta có khả năng là khiên các bạn, có nghĩa là ở cái đòn đánh đầu tiên
chúng ta sẽ hóa giải những cái đòn đánh của chú rồng khác. Về sức mạnh của chúng ta thì sẽ là thuộc về cát của một chú rồng Helric. Thì chúng ta sẽ có trong cái thời điểm hiện tại nha các bạn, chúng ta phân tích trong thời điểm hiện tại, chưa có gọi là gắn bơ hay là những cái cập nhật khác, thì chúng ta sẽ có lượng máu tối đa là bao nhiêu. Mình sẽ tìm một chú rồng Helric bất kỳ nha, giống như là chú rồng tử thần bóng tối. Thì chúng ta có thể là thấy được khi này lượng máu tối đa của chúng ta sẽ là 286k và 63k khi mà chú rồng đó chúng ta được lên 5 sao và lên level 70 nha. Ok, chúng ta cứ lấy là sức mạnh gọi là ở level max đi, để chúng ta gọi là dễ tính toán phải không? Rồi, và chúng ta sẽ có gì nữa? Khi mà chúng ta có những cái gọi là lượng máu, lượng sát thương thế này rồi, và chúng ta đỡ được một đòn đánh rồi, thì đòn đánh đầu tiên của chúng ta chính là hệ đầu tiên sẽ mang cái dấu ấn của những chú rồng vampire. Đây sẽ là một skill chắc chắn là hút máu các bạn. Hút máu. Và câu hỏi đặt ra đây là hút máu bao nhiêu phần trăm, 75 hay 100%? Vì chú rồng này là chúng ta mang cái khung hình gọi là vampire là chủ đạo, và hệ đầu tiên thì cũng gọi là nhiễm huyết sắc của chú rồng Blood God. Cho nên là theo cái phân tích thì cái skill này sẽ là skill 100% thuần của vampire, sẽ hút máu 100%. Chứng tỏ là sau khi chúng ta đã đỡ được sát thương bên kia rồi, thì chúng ta gọi là leo leo một phát, rồi chúng ta kêu là cho đánh thêm phát nữa nè, rồi bên kia không biết bằng cách nào lại đánh chúng ta thêm phát nữa, giống như kiểu là sử dụng skill Assassin đi, phá được cái khiên rồi đánh chúng ta thêm phát đi. Thì chúng ta gọi là đến lúc đánh trả lại rồi, cạp một phát là máu chúng ta cạp bao nhiêu là đầy lên bấy nhiêu, là bên kia chúng ta chỉ có là tức ói máu các bạn ạ. Đấy là ở hệ đầu tiên, hệ trao nha. Và hệ trao này thì chúng ta có thể là khắc chế hai hệ nằm trong phạm vi không gian rất là phổ biến, đó là hệ Magic và hệ Linh hồn của rồng nha các bạn. Và chúng ta bị khắc chế lại bởi gọi là những hệ không gian khác nhưng mà ít phổ biến hơn. Thì đây chúng ta có thể là xem vào ở trong bản khắc chế hệ mới nha, vì mình cũng không có gọi là nhớ rõ chi tiết lắm. Nếu vậy thì chúng ta sẽ có thể là vào một cái trận đánh bất kỳ nào đó để xem thử là như thế nào nha các bạn. Ok, và ui trời ơi, quá là ngon lành luôn. Cái này để chúng ta luyện chứ còn gì nữa. Đây thì mình đã luyện xong cho chú rồng kia và mình đang nâng lên 2 sao rồi, cho nên là bây giờ mình sẽ luyện chú rồng thủ lĩnh clan 8 nha. Lại có tịch tàn kiếm phổ các bạn ạ. Trời ơi, để mình xem bên kia có chịu nổi những cái phát nhém của mình không. Đây nha các bạn, chúng ta sẽ có thể là khắc chế hai hệ như mình đã kể trên, và chúng ta bị khắc chế bởi hệ lò xo Happy và hệ tan giáp là tắc giam các bạn. Ok, mình vẫn còn nhớ nhưng mà mình sợ nói nhầm thôi. Nhém này đó, trời ơi, one hit one kill quá là lợi hại với skill địch tàn kiếm phổ này, phải nói là danh chấn thiên hạ các bạn. Chỉ cần chúng ta luyện ở một cái mức độ nào đó mà đừng có luyện vô sâu các bạn. Luyện vô sâu là phải gọi là tự cung đấy. Không được đâu, tự cung là không được đâu các bạn. Ok, vậy thì chúng ta tiếp tục trở lại với chuyên mục phân tích của mình nha. Vậy thì bây giờ chúng ta đã có một cái sự gọi là phân tích như vậy rồi. Thì tiếp theo sẽ là gì? Tiếp theo sẽ là hệ Magic của chú rồng Viu Điều. Nếu như gọi là chiếu theo như các bạn, gọi là theo như cái hồ sơ chân chính, thì cái skill đầu tiên của chú rồng Viu Điều thuộc hệ Magic cũng là một skill hấp huyết. Nhưng bây giờ skill này được đổi sang vị trí thứ hai. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là skill này chúng ta đã được biến đổi các bạn. Và đây sẽ là skill random giữa những skill khác. Nhưng các bạn lưu ý một điều nha, chính là kể cả là chú rồng Blood God, hay là kể cả chú rồng Brightful, và kể cả là chú rồng của chúng ta như là Viu Điều và chú rồng 2 Corrupted Time, thì đều mang những cái skill mạnh mẽ. Mà trong đó có hai chú rồng gọi là Helric chúng ta thì mang skill random. Chính vì như vậy cho nên chúng ta ở cái skill này chúng ta cũng sẽ thuộc về dòng random, và bắt buộc trong đó sẽ có skill Blood God, vì dòng máu chủ đạo chúng ta là Blood God rồi. Vậy thì câu hỏi đặt ra là hai hoặc ba skill khác sẽ là skill của chú rồng gì? Thì ở đây chúng ta nếu như gọi là phân tích quan học vào, thì một khi chúng ta đã có skill Blood God rồi, chúng ta sẽ loại trừ đi skill của chú rồng
thổ dân, chính là skill đánh lan đấy các bạn. Thì chúng ta sẽ gọi là không còn skill đó nữa, chúng ta sẽ còn những skill còn lại như là skill của chú rồng là Sinfu, và skill của chú rồng là Hexer, và skill của Brightfu. Chính vì như vậy, cả hai bên đều có skill Sinfu, nên slot thứ hai hẳn là của gọi là chú rồng Sinfu rồi. Vậy thì câu trả lời gọi là đặt ra ở đây, câu hỏi đặt ra chính là một trong hai skill của Brightfu và skill của Hexer, thì skill nào sẽ được ứng vào trong đây khi mà chúng ta có thể random từ 1 tới 3? Câu trả lời là có thể có một hoặc có thể có hai. Chính là đôi khi skill này cũng có thể là random của 4 skill luôn, vừa có của Brightfu mà vừa có của Hexer luôn. Hoặc nếu như chỉ chọn một thì phần lớn sẽ chọn skill của chú rồng Hexer. Vì nói chung là trong đây cũng có sức mạnh cấu thành từ chú rồng là Helric của chúng ta, đó là hai Critical Time. Ở đây thì nói chung là mặc dù là phân tích, nhưng mình cũng sẽ phân tích theo một cách logic nha các bạn. Nếu thực sự có chú rồng này xuất hiện, nếu thực sự chú rồng này được tạo ra, được cải biến, thì chúng ta cũng gọi là có một cái sự gì đó phân tích logic vào. Chứ gọi là nghiễm nhiên chúng ta kêu là level 999, 6 hệ, 5 hệ thì thôi chúng ta đừng nói gì nhiều các bạn. Rồi có full skill, có gọi là đầy thủ các thứ luôn. Không 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 các bạn, chúng ta đã gọi là phân tích thì chúng ta cố gắng là phân tích theo logic, giống như y như là chú rồng này có thể xuất hiện, có khả năng xuất hiện. Khi xuất hiện thì nó sẽ như thế này nha các bạn. Chính vì vậy nên chúng ta sẽ có những cái sự phân tích là như vậy, thì nó mới là lôi cuốn hấp dẫn. Chứ chúng ta gọi là không có gọi là chém gió vào nha các bạn. Đấy, biết là cái này chém gió rồi nhưng mà chúng ta vẫn phân tích theo cái sự logic. Rồi, và chúng ta có hệ thứ 3, chính là hệ thời gian. Thì nếu như trong gọi là theo cái phong tham của mình thì hệ thời gian sẽ là một skill hấp huyết. Tuy nhiên, để mà đúng với lại cái sự logic thì chúng ta sẽ không có gọi là skill hấp huyết gì ở đây cả các bạn. Đã có một skill hấp huyết rồi thì không lẽ gọi là có một cái chú rồng nào đó mà chúng ta lại cho thêm một cái skill hấp huyết nữa vào đây? Thế thì có phải là một bước là mất cân bằng x2 không? Trời ơi, nói thì nói như vậy nhưng mà nếu như đúng ra thì đây sẽ là một skill hấp huyết các bạn. Nếu như chúng ta nói về vấn đề này thì thời gian gọi là skill hệ tham này nó sẽ biến thành skill gì khi mà nó không có gọi là mang một cái gì đó đặc biệt như là skill hấp huyết? Thì ở đây chúng ta đã có một cái gọi là cơ chế của Vamp và cơ chế của Corrupted Vampire. Thì cả hai chỉ dừng lại ở gọi là skill 1 và skill 2 thôi các bạn. Vì chúng ta không có vượt quá giới hạn này. Bởi vì bản chất của chú rồng Corrupted Time là sự kết hợp giữa Titan và Vampire. Khi hai chú rồng này chúng ta kết hợp lại, thì bây giờ chúng ta có một cái dòng máu thuần chủng của Vampire chúng ta kết hợp lại, thì như thế nào? Thì tăng vào cái độ hút máu. Là điều này được chứng minh là ở skill đầu tiên chúng ta 100% hút máu thay vì là 75%. Đấy. Vậy nên ở skill thứ 3 này, rất buồn khi phải nói với các bạn là skill này hầu như là một skill đòn đánh bình thường của chúng ta. Đấy, nó chỉ là một skill bình thường nha các bạn, nếu như chúng ta phân tích theo cái sự logic. Nhưng mà nếu như các bạn chúng ta cảm thấy là gọi là vui vẻ, nói chung là trong một cái tình huống là chúng ta đang gọi là muốn một cái điều gì đó nó mới lạ, một cái gì đó nó bứt phá, thì chúng ta cũng có thể là ngầm cho đây là một skill hấp huyết với sức mạnh là 75% là hấp huyết nha các bạn. Đấy là chúng ta tự ngầm cho với nhau thôi, chứ còn nếu mà phân tích theo sự logic thì đây là một skill bình thường nha các bạn. Ok, vậy thì đã nói tới skill thứ 3 rồi thì sẽ nói tới skill thứ 4. Skill thứ 4 là gì? Skill thứ 4 của ta là một skill hệ băng. Và nếu như chiếu theo những chú rồng gọi là cho đến thời điểm hiện tại thì ở cả skill thứ 3 và cả skill thứ 4 là không có chú rồng nào là chúng ta có sở hữu skill đặc biệt cả. Chính vì như vậy đây cũng là một skill bình thường nha các bạn. Tuy nhiên khoan phân tích về những cái skill này thì chúng ta vẫn còn những cơ chế mà chúng ta chưa phân tích. Đó là gì? Đó là thứ nhất chính là cơ chế của gọi là chú rồng này khi mà chúng ta có một cái sự là khả năng bá đạo của Karma nha các bạn. Và ở đây chúng ta có dấu ấn Karma, chứng tỏ là chúng ta có khả năng chính là 20%. Thì mình nói chung là ban đầu ra Karma thì ở đâu đó là 30, nhưng nhà phát hành là chúng ta giảm lại 20 rồi.
không biết là có gọi là thay đổi chưa, có là tăng lên 25 hay là giảm xuống 15 hay không. Nhưng mà khả năng của karma chính là khi chúng ta bị một đòn đánh tác động vào thì chúng ta có 20% sẽ là hóa cái đòn đánh đấy thành hư vô. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ block một cái lượng khiên lên và khiến cho lượng đam chúng ta nhận được là không. Đồng thời chúng ta kích hoạt một dòng trạng thái nộ giúp cho đòn đánh của chúng ta có thể là gấp đôi sát thương, và khi chúng ta có sở kiêu khắc chế thì sẽ gấp 4 lần sát thương. Đó là cơ chế vô cùng bá đạo của chú rồng Karma này. Và nếu như kết hợp với lượng máu cực kỳ là siêu phàm của chú rồng Hellrich và kết hợp với lại cái độ sống dai châu bò của chú rồng gọi là của chúng ta thì hẳn đây là một cơn ác mộng các bạn ạ. Và ở đây các bạn khoan cho là những cái sở kiêu ở phía sau bình thường là yếu nha các bạn. Đây cũng có thể là một cái điểm chuyên cần vào. Tại vì nếu như tất cả sở kiêu của chúng ta đều là sở kiêu đặc biệt thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì cái chuyện xảy ra chính là không có sở kiêu bình thường để chúng ta cơ động trong những cái trận đánh. Và chúng ta sẽ dễ lâm vào cái tình trạng là bị tắc nghẽn, gọi là công tắc mạch. Chính vì như vậy, ít nhất phải có một sở kiêu bình thường để chúng ta là đánh thường xuyên. Vì đâu đó chính là sở kiêu thứ hai. Khi chúng ta thi triển ra, chúng ta phải mất là 3 turn hồi rồi. Sở kiêu thứ nhất thì chúng ta mất 2 turn rồi. Nếu như cả gọi là có thêm một sở kiêu mà mất 2 turn rồi, có thêm một sở kiêu mất 3 turn nữa thì lượt đâu mà chúng ta đánh, turn đâu mà chúng ta thi triển. Chính vì như vậy nên để tối ưu hóa cái lượng gọi là sát thương cũng như là không gặp phải cái tình trạng chính là hệ chúng ta bị yếu nè, rồi hệ chúng ta bị như nào đó không thể thi triển được nè, thì bắt buộc phải có những sở kiêu thông thường các bạn. Chính vì vậy nên sở kiêu gọi là ở thứ ba chính là tham, và skill ở thứ tư là hệ băng. Chúng ta nên là ít nhất có một sở kiêu bình thường, có thể cho sở kiêu thứ ba là một siêu hấp huyết cũng được, nhưng bắt buộc phải có một skill bình thường như là hệ băng ở cuối cùng nha, thì chúng ta mới có thể giữ được cái sự cân bằng, không có rơi vào tình trạng là búp quá nhiều sức mạnh khiến cho công tắc mạch bị tắc nghẽn. Đấy chính là cái điều gọi là chúng ta cần chú trọng nha, chứ không phải là cứ dồn đắp sức mạnh vào, đắp sự skill bá đạo vào là ngon đâu các bạn. Rồi thì tiếp theo chúng ta lại có thêm một cái cơ chế cũng khá là hay và ho các bạn, gọi là đối thủ không biết bằng cách nào gọi là có thể khắc chế, có thể dùng toàn bộ gọi là may mắn, nhân phẩm, tai ương gì đó mà đánh bại được chú rồng của chúng ta. Thì khoan đã, dưới chân của chúng ta còn có một cái vòng hồi sinh các bạn, và không phải hồi sinh chúng ta, mà là hồi sinh cho những người đồng đội đã ngã xuống. Vậy thì chứng tỏ là trước khi chạm trán với chúng ta, gọi là những cái rồng bên kia đã đánh bại đồng đội chúng ta, và hoặc là khiến cho đồng đội chúng ta còn biến máu, thì khi chúng ta gọi là biến mất thì chúng ta còn hồi một cái lượng máu cho đồng đội nữa. Rất là ghê nha các bạn. Đấy, và còn hồi sinh đồng đội, nếu có thể là hồi sinh một đồng đội các bạn. Và chưa kể nha, chưa kể các bạn, chưa kể là có một cái này nó hay và ho nữa. Nhìn vào cái này thì nó mới gửi cho mình, chính là nếu như bạn nào mà chúng ta sở hữu chú rồng hàng trong đội hình ấy, thì chúng ta gọi là nhẹ nhàng chúng ta nhét một chú rồng hồi sinh vào trong đội hình chúng ta. Khi nào mà chú rồng chúng ta lỡ may ấy, mà 1 cân 5, 1 cân 3 hay là cân cả gọi là thế giới không được ấy, thì chúng ta nhẹ nhàng thả chú rồng hồi sinh ra và chú rồng hồi sinh của chúng ta ngã xuống và chú rồng chúng ta lại hồi sinh một lần nữa. Trời ơi, bên tem địch chỉ có là khóc thét mẹ ơi con muốn về nhà. Trời ơi, quá là bá đạo với cái sự gọi là kết hợp này phải không các bạn, với sự cải biên cải tiến này và sức mạnh mà chúng ta đã phân tích ra thì quả thật quá là ly kỳ đi. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ sẵn tiện chúng ta sẽ làm thêm một vài câu hỏi là chúng ta có thể là ghép thêm những cái sức mạnh của những chú rồng khác vào không. Thì ở đây mình thấy là ghép như vậy cũng tương đối là hoàn chỉnh rồi. Nhiều bạn thì chúng ta sẽ nghĩ đến gọi là skill hy sinh thần thánh của những chú rồng là Adesen trong bát, nhưng với skill này chúng ta không có lợi trong cái hoàn cảnh này nha các bạn. Bởi vì nếu như chúng ta có thể gắn vào một trong những cái skill này đi, ví dụ như là chúng ta có thể là gắn vào ở skill thứ ba đi, thì chúng ta khi mà thi triển skill này lượng máu chúng ta mất đi rất là nhiều, và nếu như thật sự ra thì chúng ta như là một cổ chiến thần rồi, chúng ta không cần là phải sợ bê cho ai cả mà chúng ta tự mình chúng ta đánh bại hết. Có chăng như là sợ bê là ban sức mạnh, ban lượng máu cho những chú rồng khác thôi, chứ không phải là hy sinh thần thánh để mà đối thủ có cơ hội đánh bại chúng ta, trong khi là đánh với những chú rồng khác thì đôi khi là còn không phát huy được nhiều sức mạnh chúng ta. Cho nên là không ghép vào chú rồng Adesen đây là có mục đích và có một cái sự
gọi là tinh tế các bạn, đây gọi là tinh tế đấy, hợp lý, rất là đáng duyệt luôn. Và có một số skill khác như là skill của những chú rồng có thể là đánh dồn các bạn, kiểu như là đánh một đòn thì những chú rồng ở phía sau chúng ta sẽ nhận đam dư của những chú rồng phía trước. Thì mình nghĩ là với skill này chúng ta cũng không cần nhất thiết phải gắn vào đâu, bởi vì nếu như gắn vào rồi, giống như mình nói khi nãy, chúng ta sinh ra cái hiện tượng là tắc nghẽn công tắc thì nó cũng không hay lắm. Bởi vì skill hệ băng thì chúng ta cũng sẽ gặp trường hợp là bị yếu, giảm đi phân nửa khi mà chúng ta gặp những cái skill khác bất lợi. Chính vì vậy nên chúng ta gọi là để một cái sự duy trì như thế này là nó cũng khá là cân bằng rồi. Và ngoài ra thì còn một số cơ chế nào nữa không? Thì mình thấy là những cái cơ chế này nó cũng gọi là khá là ok rồi. Cái skill bình thường thì cũng không có sánh bằng với những skill của Vampire rồi. Hiển nhiên thì đối với lại skill ở trong đây, chúng ta có thể là tung ra từ 1 tới 4 đòn, trong đó có thể là Rifle, có thể là Hexer. Còn nếu mà random 1 tới 3 thì có thể là skill của Hexer trong đó. Và hai skill không thể thiếu là của Blood God và Sinfu. Đấy, nhiều đó là cũng cảm thấy là cực kỳ là nghẹt thở, đã gọi là bá đạo rồi. Và đây, một lần nữa chúng ta chiêm ngưỡng lại siêu phẩm nha các bạn. Đây là một sự siêu phẩm cải tiến, nói chung là cho một cái niềm vui. Và cảm ơn lần nữa, cảm ơn bạn Thành Vũ đã mang tác phẩm này đến cho mọi người. Chúng ta có một sự phân tích, chúng ta được gọi là đưa cái trí tưởng tượng lên cao, một cái sự gì đó khá là phong phú. Đây, chúc các bạn gọi là, và bạn Thành Vũ, chúng ta sẽ làm thêm nhiều những cái tác phẩm hay và ho khác nữa. Đây thì sẵn tiện, đây các bạn, đây là bản mà chúng ta gọi là trước khi có vòng hồi sinh ở đây. Nhìn thì hơi là trống vắng, phải không các bạn? Đây các bạn, trời ơi, nếu quả thật có gọi là chú rồng này xuất hiện thì e rằng chú rồng này sẽ không xuất hiện trong cuộc đua đâu, mà chú rồng này sẽ xuất hiện ở trong gọi là một cái bát. Bát này yêu cầu là bạn hãy thu thập là full bộ Vampire, full bộ Corrupted, nhớ là có Harris trong đó nha, full bộ Kama đấy. Thì may ra mới có chú rồng này full bộ gọi là hồi sinh luôn, trời ơi. May ra các bạn thì may ra nha. Ok, và những gọi là ở phía sau thì nói chung là những bài đăng bình thường thôi. Chúng ta có thể là tham gia vào những group để chúng ta thấy được những điều gọi là mới lạ các bạn. Và ở đây thì chúng ta cũng có một cái tác phẩm là Silcia Blue các bạn. Ở đây thì chúng ta cũng có gọi là nói sơ qua luôn nha. Thì ở đây là chúng ta có một cái sự phát triển về một cái mức rank mới, mà mức gọi là huyền thoại mới các bạn. Thì thay vì là cấp H thì đây là cấp R. Thì có thể là cấp H là cách 11 thì cấp R là cách 12. Đấy, hoặc là cách R cấp 13. Nếu như chúng ta có H gọi là Mythic thì chú rồng R này sẽ là cách 13. Và đây có một cái hệ gì đó mà mình cũng không biết luôn nè. Hệ này là hệ gọi là ngôi sao, giống như kiểu là của siêu nhân, mà trong gọi là siêu nhân đỏ tổng hợp đó các bạn. Có gọi là biểu tượng này. Đấy, nhiều khi mình cũng gọi là có nhiều thắc mắc, nhưng mà chắc đây là sức mạnh của chú rồng là cấp R. Còn chú rồng này thì hẳn là Siêu Saiya Blue mà đã bật cái gọi là trạng thái của Vegeta, mà khi mà gọi là tức giận lên đó các bạn, niềm kiêu hãnh, rồi tóc mà kiểu mà màu xanh lè xong nhọn nhọn ít đó, trời ơi. Rồi vậy nha, chúc bạn Thành Vũ một ngày tốt lành. Wow, qua video này thì chúng ta cũng đã để cho gọi là sức tưởng tượng của chúng ta bay xa, cao và xa. Thì nếu như các bạn có những cái gọi là góp ý nào, hay là có những cái comment bổ sung hay là như thế nào đó, thì các bạn cứ vô tư đi. Nói chung là chúng ta sẽ để cho trí tưởng tượng chúng ta được bay cao bay xa. Và nếu như mai mốt lại có thêm những cái chú rồng nào đó mới, hay là lại có những cái sự kết hợp mà nó mang tố chất là gọi là hoàn hảo, hay là tố chất đối chọi lại chú rồng kia, nhưng kiểu là thay vì chúng ta gọi là đây là kết hợp thuần của Vampire, thì một bên là thuần kết hợp sợ B giống như là của chú rồng gọi là trong bát nè, rồi chú rồng cũng là kiểu hồi sinh nè, rồi chú rồng cũng là Kama nè, để đối chọi với chú rồng này. Đó, thì rất là nhiều cái ý tưởng ta có thể là nảy ra nha. Rồi, và video của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em, chia sẻ cho thầy đi.